Mình đến đây cũng gặp anh Thắng miền Tây luôn nha các bạn. Thắng miền Tây đang ở phía trước cùng Cường quay luôn nha các bạn. Khi khởi động xong thì các vận động viên cũng sắp xếp xe cộ hướng về phía sau để tập và chuẩn bị tốt cho cái cuộc thi đua ghe ngò 2020 được diễn ra tại bờ sông Batigo. Thì cũng mời các bạn bước theo Cường xem cái tình hình anh em tập luyện như thế nào nha. Thì Cường mời các bạn theo video của Cường các bạn ơi. Đây là chiếc ghe ở chùa Sàn Ke,
ấp Trân Bình, xã Trân Khánh, huyện Đồng Xuối, Sóc Trăng. Ta các bạn thì hiện nay thì cái chiếc ghe này đang sửa chữa lại, bảo trì. Các bạn thấy không? Thì hiện nay là đang cũng đang sơn các bạn. Đó, đang sơn cái hoa văn này là cái hoa văn cũng rất đẹp các bạn. Đó là chiếc dầm của các vận động viên các bạn ơi. Thì các bạn không hiện cũng thấy không, hiện tại thì chai dưới mấy cái dấu của các thợ mới vừa sơn các bạn. Đây người ta chét chai nữa các bạn, chét chai đừng cho nước nó vô nha các bạn. Đây cần quay gần cảnh cho các bạn thấy nha, quá đẹp nha các bạn ơi. Thì các bạn cũng thấy cái chiếc ghe đang được sơn lại. Bây giờ Cường sẽ ra ngoài cho các bạn thấy cái các vận động viên của chùa Sơn Ke tập như thế nào nha các bạn. Đó chùa tập cái ghe con heo dễ thương này các bạn. Ê sao vậy? Đây các bạn, đây là các vận động viên đang chuẩn bị một cái tư thế, là cùng sử dụng một cái diệp dầm. Một diệp dầm này sẽ tạo một cái là lực là giống nhau để tạo đi một cái lực đẩy. Thì các bạn cũng thấy không, thì các vận động viên hiện nay đang cũng tập rất nỗ lực và để muốn đạt được một cái thành tích cao trong cái kỳ mà thi đua ghe ngò năm 2020 năm nay. Đó, các bạn thấy anh em cũng đang khẩn trương và đang sắp xếp những cái tư thế nhìn này rất đẹp nha các bạn. Đây thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ cho gia đình mình thấy thì đây là cái đội ghe của chùa Sơn Ke Trường Thánh Sóc Trăng chúng ta nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Thì Cường sẽ quay cho các bạn thấy nha. Sư cái nó. Đẩy lên tổ mơ. Xuống lên tổ mục á. Đây các bạn, đây là những cái diệp dầm đầu tiên đang rất khởi động rất đẹp các bạn ơi. Hôm nay cũng là Cường lần đầu tiên muốn đi quay cái cảnh anh em tập đua ghe ngò các bạn. Nói chung ra chùa Sơn Ke này là cũng ở gần nhà Cường nha các bạn. Phía trước các anh và cái động tác và thổi kèn rất đẹp nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Quá đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy gì chứ, cái anh thổi kèn là mệt nhất nha các bạn. Thổi cái gà hơi nhiều hơn mệt lắm mấy anh em bơi các bạn. Cái anh này có gầu nhìn đã rồi các bạn không? Này đứng này các bạn. Quá đẹp luôn các bạn. Thank you.
Thì các bạn ơi, hiện tại thì các anh em cũng đang bắt đầu là chuẩn bị thả lỏng, thả lỏng này các bạn. Đây các bạn, cái anh này mệt này các bạn. Đây các bạn, đây các bạn, đây các bạn. Bây giờ tối rồi, bây giờ người ta mở đèn luôn nha các bạn. Thì các bạn xem cái cảnh ban đêm nữa có đẹp giống như là trong hàng các bạn. Video trường đến đây kết thúc rồi các bạn, thì hẹn các bạn tiếp tục.